Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợ nha các bạn. Thì hôm nay là nói về toán có lời văn chuyển qua bài tìm tìm x nha. Thì lúc đầu số bi túi trái nhiều hơn túi phải, thì các bạn hãy đặt thằng nào ít hơn thì đặt là x đi nha các bạn. Nhìn gọi nè, gọi x là số bi túi phải, được chưa? Túi trái nhiều hơn túi phải 8 bi, nhiều hơn, vậy ta lấy x nè, túi phải nè, cộng thêm 8 là số bi túi trái, được chưa? Và do ở đây các bạn nhớ x phải lớn hơn 0, tại sao ạ? Tại vì bi mà, bi phải lớn, số bi phải là 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gì đó vân vân, và nó phải thuộc vào số tử tự nhiên nha các bạn. Vậy ở đây các bạn nếu học lớp nhỏ thì các bạn phải sửa là x thuộc vào số tự nhiên đó, số tự nhiên thuộc x thuộc số tử tự nhiên, được chưa? Sau đó đây nè, do có sự thay đổi nè, có chuyển qua chuyển lại nên đây gọi là lúc đầu. Đây là lúc đầu nè. Rồi, tiếp theo bình chuyển 7 viên từ túi trái nè sang túi phải, thì các bạn phải nhớ ví dụ như là có 4.000 đi đồng, cho đi 2.000 thì có phải người cho thì bớt đi 2.000, vậy còn 2.000, và người nhận thì được nhận mấy ngàn ạ? Nhận 2.000 là cộng thêm 2.000, được chưa? Người cho sẽ bớt đi làm phép trừ, người nhận sẽ cộng vào làm phép cộng. Rồi các bạn đọc lại nè, bình chuyển 7 viên từ túi trái sang túi phải, vậy túi trái là cho, trái đâu? Đây, cho đi 7 viên, vậy là x cộng 8 trừ 7 là số bi túi trái lúc sau. Tiếp tục, hàng túi phải nhận vào, vậy là đây túi phải đây, vậy là x cộng 7 là số bi túi phải lúc sau là, được chưa? Rồi tiếp tục chuyển 5 viên nè, từ túi phải chuyển 5 viên đi, vậy là túi phải trừ đi túi phải cho mà 5 viên sang túi trái. Rồi vậy bắt đầu là lần đầu là lần thứ nhất đi, mình sửa lại vì có 3 giai đoạn. Lúc thứ nhất, được chưa? Lúc thứ nhất đây là lúc thứ hai. Tiếp tục đọc lại chỗ đó nè, chuyển 5 bi từ túi phải đâu ạ? Đây là phải nè, đây là trái nè, chuyển 5 bi là trừ đi x cộng 7 trừ 5 là số viên bi túi phải lần thứ 3. Chuyển 5 bi từ túi phải qua túi trái đây và cộng thêm 5, thằng nào nhận thì cộng thêm 5 là số viên bi túi trái lần thứ 3 là, được chưa? Rồi thì số viên bi túi trái nè, túi trái đâu các bạn, khoanh lại túi trái nè gấp 3 lần chính là túi trái bằng 3 lần cái túi phải, túi trái đây bằng 3 lần túi phải. Vậy theo đề bài ta có túi trái nè, x cộng 8 trừ 7 cộng 5 bằng 3 lần túi phải, túi trái bằng gấp 3 lần túi phải, được chưa? Rồi tới đây các bạn cộng trừ rút gọn về x nè, 8 trừ 7 còn lại 1 cộng 5 được 6 bằng 3 nhân 7 trừ 5 còn lại 2. Sau đó các bạn phân phối vào x
cộng 6 bằng phân phối vào 3 nhân x ra 3 nhân x, 3 nhân 2 hạnh là 6. Ok. Rồi, tiếp tục các bạn trừ 2 vế thì ở đây này, về trừ 2 vế cho x đi, trừ 2 vế cho x cộng 6 trừ x nè bằng 3 nhân x cộng 6 trừ đi x. Đây x trừ x mất nè, được chưa ạ? Đây 3x mà trừ đi 1x, x chính là 1x các bạn. Vậy còn 2, 2 nhân x cộng 6, ở bên đây còn số 6. Sau đó các bạn phép cộng nè, thì các bạn viết cái thằng x qua phía bên trái để các bạn dễ làm. 6 nè, đây phép cộng, đây là số hạng, đây là số hạng và đây là tổng. Vậy muốn tìm số hạng ta lấy tổng nè, trừ đi số hạng đã biết, 6 trừ 6 bằng 0. Vậy 2 nhân x bằng 0. Đây phép nhân nè, đây là số hạng, xin lỗi, đây là thừa số, đây là thừa số. Vậy muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy x bằng 0. Khi x bằng 0 các bạn nhân lại x bằng 0, vậy túi bên trái là 0 hạt, xin lỗi, 0 viên bi. Vậy túi bên phải là x cộng 8, là lấy 0 cộng 8 ra được 8 viên bi. Vậy túi phải 0 viên bi, túi bên trái có 8 viên bi nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lời để lời khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào.